Cá ngừ nha bà con. Bà con ta biết hết rồi đúng không bà con? Cá ngừ là rất rất là hiền thịt, nó rất là tốt cho sức khỏe khi ta ăn được thịt con cá ngừ. Nhưng mà cá ngừ nó tốt, không phải ai ăn cũng được đâu bà con. Những người có bệnh thế này, nếu ta ăn vào thì bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà nó xấu đi cho sức khỏe mình, càng ngày càng tệ cho sức khỏe thêm. Cho nên bà con ta có bệnh thế này, đừng ăn, vui lòng đừng ăn cá ngừ, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người có tim mạch, tổn thương não, dị ứng, bà bầu, trẻ nhỏ, người từ 60 tuổi trở lên, ung thư, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, và người phụ nữ cho con bú. Là những người không ăn được cá ngừ đó là người phụ nữ cho con bú, bà bầu, trẻ nhỏ, tim mạch, cái mà tim mạch tổn thương não, dị ứng, người từ 60 tuổi trở lên, 70, 80, 90, 200, 300 gì đấy, ung thư, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Còn ngoài ra là ăn được hết, nó tốt, bởi vì cá ngừ nó tốt cho hệ tim mạch này, xương khớp nè, ngăn ngừa ung thư nè, tốt cho thai nhi nè. Ồ, đây, ăn ta thấy bị ngứa ngứa sưng đỏ cơ thể, như vậy là nó xuất hiện trạng thái hen suyễn là ngưng ăn ngay, đi ngay, đi ngay bệnh viện nha bà con. Đó là chúng ta không nên ăn. Còn ta ăn được thì ăn không quá 200 gram một ngày. Một ngày ăn không quá 200 gram, ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Ta ăn được giống như các loại khá khác ta thường ăn hàng ngày. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe khi ăn cá cá ngừ ngừ. Nào, sao chuyện xin chào. Woo.